Cây xanh có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc giữ gìn cân bằng hệ sinh thái, tạo không khí trong lành để đảm bảo sự phát triển bền vững. Nhận thức rõ vấn đề này, thời gian qua các cấp ngành trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện trồng thêm nhiều cây xanh, bao gồm cây lấy gỗ, cây ăn quả, cây tạo bóng mát và cây cảnh. Phong trào trồng cây trên địa bàn tỉnh, nhất là phong trào Tết trồng cây được duy trì hàng năm với sự tham gia hưởng ứng của các cấp, các ngành, các địa phương và đông đảo tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, phong trào này được các cấp bộ đoàn trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của thanh niên trong việc trồng cây bảo vệ môi trường. Nằm trong chương trình Tháng Thanh niên năm 2015, sáng ngày 3 tháng 3 năm 2015, Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh tổ chức lễ phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, ra quân Tết trồng cây Xuân Ất Mùi 2015. Tham dự lễ phát động có gần 800 đoàn viên thanh niên đại diện cho trên 4.000 đoàn viên thanh niên thuộc các cơ quan đơn vị trong khối. Tại buổi lễ phát động, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã tham gia lễ meeting và diễu hành dọc các tuyến đường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên để hưởng ứng phong trào thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, tổ chức trồng nhiều cây xanh tại công viên Văn Miếu Vĩnh Phúc, đồng thời xác định mục tiêu phấn đấu trồng mới trên 1.000 cây xanh tại các cơ quan đơn vị, các cơ sở đoàn, khu di tích lịch sử, trường học, bệnh viện và khu dân cư. Mỗi đoàn viên tham dự buổi lễ đều nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng của việc trồng cây xanh bảo vệ môi trường. Hàng năm vào dịp đầu xuân thì dân tộc ta có cái phong trào là tổ chức cái Tết trồng cây và thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ, mùa xuân là Tết trồng cây. Việc trồng cây xanh vào đầu dịp đầu xuân thì góp phần làm cho trong công tác bảo vệ môi trường, làm cho cái môi trường sống của chúng ta ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn. Hưởng ứng cái Tết trồng cây thì là đoàn viên của Sở Tài nguyên Môi trường, chúng tôi luôn tích cực vận động mọi người cùng tham gia hưởng ứng cái Tết trồng cây này, góp phần vào cho cái việc lễ trồng cây ngày càng thành công hơn và góp phần vào cái việc bảo vệ môi trường, làm cho môi trường sống của chúng ta ngày càng xanh sạch đẹp. Mỗi cây xanh được trồng mới đồng nghĩa với việc môi trường được thêm trong lành. Trồng cây xanh bảo vệ môi trường là việc làm đặc biệt ý nghĩa, đòi hỏi sự chung sức vào cuộc của cả cộng đồng để góp phần gìn giữ môi trường sống xanh sạch đẹp.